sẽ bãi bỏ một số quy định xử phạt vi phạm về công tác dân số. Đây là nội dung khá nổi bật được đề cập tại nghị quyết số 21. Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới. Cụ thể, nhà nước sẽ rà soát, điều chỉnh hoặc bãi bỏ một số quy định về xử lý vi phạm trong công tác dân số để hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật dân số phù hợp với tình hình hiện nay. Bên cạnh đó, thực hiện đề cao tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ đảng viên trong việc thực hiện chính sách pháp luật về dân số, nhất là sinh đủ hai con, chú trọng nuôi dạy con tốt, gia đình hạnh phúc. Nhà nước sẽ tiếp tục công cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có hai con, đặc biệt là vận động sinh đủ hai con ở những nơi có mức sinh thấp. Mục tiêu hướng đến năm 2030, quy mô dân số sẽ là 104 triệu người, tỷ lệ từ 65 tuổi trở lên đạt khoảng 11%, tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi đạt 22%. Nghị quyết số 21 được ban hành vào ngày 25 tháng 10 năm 2017. Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu các khoản ngoài quy định. Đây là nội dung được hướng dẫn tại công văn số 5031 về việc kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục thuộc tỉnh thực hiện chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để lạm thu. Ban đại diện chỉ được thu các khoản thu phục vụ trực tiếp cho hoạt động của mình, không được thu các khoản bảo vệ cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh nhà trường, trông coi phương tiện giao thông của học sinh, vệ sinh trường lớp, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường, mua sắm máy móc, thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, hỗ trợ công tác quản lý, dạy học và các hoạt động giáo dục sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường. Công văn số 5031 được ban hành vào ngày 27 tháng 10 năm 2017. Cũng nêu rõ sẽ xử lý đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng lạm thu.